một quan chức cấp cao của Trung Quốc nói bị sốc với kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về tiến hành giai đoạn 2 điều tra nguồn gốc COVID-19. Theo áp phát biểu tại một cuộc họp báo của Hội đồng Thông tin Quốc gia Trung Quốc ngày 22 tháng 7, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Giang Xin nói rằng, chúng tôi sẽ không chấp nhận kế hoạch điều tra nguồn gốc như vậy. Ở khía cạnh nào đó, nó thể hiện sự thiếu tôn trọng thực tế và phản khoa học. WHO trong tháng này đã đề xuất triển khai cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc COVID-19, trong đó bao gồm việc điều tra các phòng thí nghiệm và chợ ở thành phố Vũ Hán. Đồng thời, WHO cũng kêu gọi giới chức Trung Quốc minh bạch hơn và cung cấp thêm dữ liệu thô về giai đoạn đầu bùng phát dịch. Ông Giang cho biết, ông cảm thấy sốc khi lần đầu tiên đọc bản kế hoạch của WHO, trong đó có nhắc đến giả thuyết virus có thể đã bị rò rỉ do sai phạm tại một phòng thí nghiệm của Trung Quốc trong quá trình nghiên cứu. Chúng tôi hy vọng WHO sẽ xem xét nghiêm túc các cân nhắc và đề xuất của các chuyên gia Trung Quốc và thực sự coi việc truy nguồn gốc COVID-19 là một vấn đề khoa học, tránh bị tác động bởi chính trị, ông Giang nói. Tại cuộc họp báo, ông Giang và các quan chức chuyên gia khác của Trung Quốc hối thúc WHO mở rộng điều tra nguồn gốc COVID-19 sang các nước khác. Chúng tôi tin rằng giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra và không cần thiết phải đầu tư thêm năng lượng và nỗ lực cho giả thuyết này. Giáo sư Liang Anlian, trưởng đoàn của Trung Quốc tham gia vào nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu điều tra COVID-19 tại Vũ Hán hồi tháng 2 năm nay. Ông Liang nói không thể bác bỏ hoàn toàn giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, nhưng quan trọng phải có bằng chứng. Về đề nghị chia sẻ thêm dữ liệu thô liên quan đến giai đoạn đầu bùng phát dịch ở Vũ Hán, ông Liang nói, việc công bố dữ liệu thô về các ca bệnh đầu tiên là không thể bởi đây là vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng khẳng định, Trung Quốc đã cho nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu xem dữ liệu thô cần xem xét. Các chuyên gia cũng nhiều lần tuyên bố rõ ràng rằng họ đã tiếp cận được một lượng lớn dữ liệu và thông tin. Họ cũng thừa hiểu rằng một số thông tin liên quan đến quyền riêng tư cá nhân không thể sao chép hay đem ra khỏi Trung Quốc.